rồi, đã trở lại trên đầu anh ha. Trời ơi, hôm nay hả, mình sẽ bắt đầu nhảy vũ điệu samba để tí nữa hành núp GT mọi người ơi. Ơ, trời ơi, mọi người coi núp kìa, bắt chước nhảy giống mình. Leo leo GT cũng biết nhảy chứ bộ. Trời ơi, nhảy thì nhảy chứ, tí thì cũng thua mình thôi mọi người ơi. Mới gì qua. Trời ơi, núp hay không? Đây là một cái đường, gì đây, nhìn đoán coi. Đây là một đường đua. Đường đua gì vậy? Đúng là núp quá mọi người ạ. À. Đây chính là cái đường đua, mọi người đoán rồi. Bây giờ à, mình sẽ cho mọi người 3 giây để đoán cái đường đua này có tên là gì. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đua lúc kim lắm nha mọi người. 3, 2, 1. Hết giờ, mình hy vọng là mọi người sẽ bình luận ở bên dưới là cái đường đua này mọi người giống cái gì. Mọi người hãy đoán xem nha. Đâu quá. Tạp gì vậy núp? Lên đây nhảy mới chất. Ghê không? Ghê không? Trời ơi, tới giờ gãy bẩn rồi, tí nó cũng thua thôi mọi người ơi. Thôi đi xuống, ghê quá, cao quá, sợ ghê. Được rồi. Hay, chết rồi. À, tiêu. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ lấy cái quả bóng này, bây giờ chúng sẽ đập trước đi. Đứa nào sẽ ở sau đấy xã hội. À, hình như nó bị kẹt mấy nhà, mình biết ngay mà. Ủa sao bị rớt mấy nhà vậy? Ôi trời, quả bóng đầu tiên không có gì hết trơn á mọi người ơi. Ê, đợi với tôi đi với, đợi. Ui, quả thứ hai, level hop 3%. Như con này hơi phế mọi người ạ. À. Ủa? Rồi, V-Legion. Ủa, núp làm gì nó bay trời vậy? Tại sao cái đường đua nó có nhiều lỗ quá vậy? Trời ơi, đúng là núp thiệt chứ mọi người ơi. Quá. Đập quả thứ hai mà núp bay tuốt luôn ở trên trời nữa rồi. Rồi, ở đây cái quả này á, là cái quả mình cũng nói luôn, đây là quả Eternatus nha mọi người. Mọi người thấy giống quả Eternatus không? Trời ơi, cái đuôi rồng các bạn thấy không? Trời ơi, mấy con này nó hung dữ chứ kìa. Trời ơi, nó quấn mình quá trời luôn. Eternatus là con rồng giống vậy hả? Là con rồng hả anh? Đúng rồi, con Eternatus là một con hệ rồng và một con hệ độc. Ủa, mọi người biết con đó là con gì không? Như Ti chưa biết con đó luôn á. Trời ơi, con EVS nó cực rất là cao, hình như là hệ cuối cùng. Trời ơi, cái to nè. Ủa, trong quả bóng này có con đó không? Có chứ, bây giờ mình sẽ gọi là quả độc, đã gọi là quả bóng Eternatus mà. Mình phải săn ra nó chứ. Vậy là hôm nay mình sẽ là cuộc đua săn con đó hả? Chứ gì nữa. Yeah, ai săn được trước thắng nha. Còn có cả Grodo, Darkness và Rayquaza Ray nữa kìa. Đó, trời ơi, sao đập toàn là con thường không vậy? Chết quá, đập nhanh quá ta. Trời ơi, à. Đứa nào nhanh hơn là hơn phần thắng, ô lộn cái may mắn nhiều hơn á. Mình phải đi nhanh lên mới được. Đưa đập. Ui ui, con gì đây? Trời ơi, con rồi. Trời ơi, Grodo đất đấy nè. Wow. Con này hên quá mọi người ơi. Ơi. Vậy chưa, ơi, vậy thì có con rồng. Mình thấy nó vừa bay ra con gì vậy? Mình thấy nó vừa bay con gì vậy? Vậy thì có con Rayquaza mới rồi. Trời ơi, tức ghê, mình được Grodo. Ừ, cũng không sợ đâu mọi người ạ. À. Trong đây Grodo trâu yeah. Lắm mọi người, Grodo này rất là trâu. Rồi, bắt được luôn rồi này. Rồi, qua sẽ tới qua tiếp theo. Ôi trời ơi, con BBQ đang thui tôi lùi luôn. Phải đào cái BC này mang theo mới được. Trời, Tabu Coco. Chết rồi, qua lại đập trước nữa thôi. Ờ, cái con gì ra, con tiêu rồi. Trời. Ô, trời ơi. Anh tên đi, nó bơi. Ồ. Ồ. Anh chết rồi. Trời ơi, tham lam rồi, cho trở về ở đây đấy, xã hội luôn mọi người ơi. Quá là tham lam, xong rồi chết luôn nè mọi người ạ. À. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp mẹ mọi người thấy không? Có Eternatus đấy. Rồi, mình sẽ cho ra nè. Ôi, chạy lẹ lên. Ôi, Eternatus xoay này mọi người ạ. À. Ôi. Tức ghê, lần nào quá cũng chưa, có trước hết trơn. Trời ơi, quá xịn luôn. Chưa gì hết, thấy thua tới nơi rồi. Trời ơi, biết thua là đúng rồi đó, biết thua là đúng rồi. Grand ra này. Ôi, lại ra cái giếng nữa chứ, rồi xui tới nơi luôn. Tới bến luôn. Đúng, mình đúng ra giếng, Ủa, cái này phải đập nhanh lên. Đúng rồi, chứ không là mình đã có ngon, đúng là con ngon kế bên đấy. Trời ơi, sao mà không qua ra cái giếng này, cái giếng xui với mày, giếng may mắn mọi người á. Chết rồi, cái gì đây, con gì đây? Lại Inventor. Ủa, cái gì vậy? Ôi trời, đúng ra con mới mọi người ơi. Trời ơi, con Inventor màu vàng. Trời ơi, khổng lồ luôn. Gì Inventor, con này con gì? Alo, con Eternatus màu vàng. Ghê chưa, bắt liền. Rồi xong luôn đó mọi người ơi, mọi người đừng quên bấm vào nút like ủng hộ cho Quang, đừng quên ra con này mọi người. Trời ơi, không ngờ nó to quá mọi người ơi. Anh Quang bắt con đó mà con Rayquaza của GT lên level luôn nè, ghê không? Trời ơi, con đó là con xịn sò mà nó gì hổng ghê. Nó mà Rayquaza lên level luôn.
Ghê thiệt, ghê thiệt, ghê thiệt. Trời ơi, Trời ơi. cung đứng. Không, mình phải đập nhanh lên, đứng ra gần quà Trời nó hơn mọi ơi, người là ơi. cú win của mình mọi người à. Đây là con rắn của mình. À, đây rồi. Mọi người thấy không? Trời Ủa gì ơi, kỳ vậy? hai màu luôn. Đỉnh ghê. Trời ơi, e đang nó tết Ôi, nè. con này bự chà bá luôn. Ơi, bắt, 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 bắt. Trời ơi, tưởng mình có Không ha. nha, một tí đứa chơi màu nha. Con đứa nào ra trước, con nào chơi Không, con không đó. có vụ đấy đâu. Quả đang có con sai này nè. Nhưng mà thôi, hết con kia đẹp hơn. Thôi đứa nào ra trước con nào đó Ôi, chơi con cái đó con này đi. nó có cái con này nó kêu tiếng gì ghê lắm. Necro ơi mà con này qua dài đỡ mọi người ạ. À. Này qua dài rất là trâu máu nhưng có thêm một mình cực hết cái đội hình đây. Ok. Ok, mình sẽ bắt này. Trời ơi. Ê, Gì cái gì vậy? Định định vương à, định vương à, định vương, định vương à, định vương à. thì đi trước đây, bye bye Cái gì? Mình Hoàng. con cao ren bắt Chết lâu chết dữ chết chết, trời. trời ơi. Rồi, đi trước đi, đi 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 nào. Đi 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 sớm thì cũng bị dính nè, không có vụ chạy được đâu, không có vụ chạy khỏi khỏi thoát đâu. Ray qua da xe đi nữa nè. Chạy Rồi đi. chết rồi, tức quá. Ui, ray qua da này nữa mọi người ơi, trời ơi, ngon lắm rồi. Em quên được Ha ra da ha. gì vậy? Rồi, qua này có ray qua da em đúp rồi. Để đúp rồi có thể thắng được không? Rồi, ra da có GT nãy giờ lên cấp 2 lần rồi nè. Thôi mình cứ tham Ui, gia trận bạch chiến đi. da nữa, trời ơi, quá xịn sò. Wow. Ui, trời ơi, Trời nữa ơi, nè. lại ra nó nữa này, trời ơi. Ủa sao hơn vậy ta? Ui, cái quả bóng này nhìn đẹp quá mọi người, cực kỳ đẹp Chắc luôn. là do quả con này nè, chứ bình thường là ra con mới khó lắm. Trời ơi, Ủa mọi nữa người. nè. Trời ơi, cái gì nữa vậy? Ủa hiểu luôn. Rồi, mọi người nhìn quả bóng này đỉnh ghê mọi người. Ôi, đẹp thực sự luôn. Một quả bóng này mọi người cho bao nhiêu điểm? Vì cái hình dáng của nó giống con Ethanetus mọi người. Đúng rồi, quên mọi người cho Trời bao nhiêu điểm. ơi, trời, con Ethanetus xe này nữa này. Vậy Trời thì ơi. chấm cho quả bóng này nhiêu điểm ta? Trời, u. Ê, mà công nhận cái đường đua này cũng giống hình dạng của nó nữa luôn. Đặc biệt là điểm đó. Mà cái đường đua này có sự góp mặt của bạn Sơn đã cùng mình xây cái map này rất là lâu nha mọi người. Xây mấy ngày mới xong cái map này đó mọi người ạ. Bây giờ bên kia sẵn này quan cái Trời gì có bên kia ơi, đừng đánh sẵn nhau nữa, đừng đánh nhau nữa, chúng ta là bạn được không? Tí nữa mình sẽ đập núp cho tí mọi người á. Trời ơi, còn bây giờ không không đừng 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 quýnh ma nào. Ơi, bắt 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 bắt. Trời dễ mà đụng tới mình được. Ôi núp núp. Hôm nay săn con xịn mà núp săn được mọi người. Chắc là do bú win của mình thôi, bú của mình thôi. Mới ra được chứ. Lao lao. Ui, Ronaldo nó này. Trời ơi, núp không bao giờ đánh bại quả đâu. Để nó coi. Thôi bây giờ tì chưa? Thua rồi. Ế lưu lưu. Không có vụ đó đâu, đợi đi, đợi đi, đợi đi. Trời ơi, ra con cừu bắp không thôi. Có người Ôi đâu ta rồi không chưa? cô, tôi Có không người đâu rồi chưa? Có người đâu rồi chưa? Thì chỉ có rêu qua già. Nè, Ôi đây có da nữa nè, chơi hai con luôn, chơi hai con luôn. Ui, xịn sao không à, bắt. con chú hề. Hẹn tí mình chơi chú hề ta. Ồ, sau này Ôi chết chết. nó bị gà là sao mọi người? Ủa mọi người sao nó bê gà là cái dạng khác mọi người? Mình lần đầu tiên mình thấy nó quýnh mà nó bê gà được mọi người ạ. Ơi con ra qua da, nó quýnh mà nó bê gà được luôn. Cái dạng là dạng không bê gà mà dạng là dạng tức. Trời ơi con này nó muốn chết kìa, nó quýnh hoài kìa. Trời ơi mà sao đâu, qua quýnh đi núp đi, quýnh quýnh núp đi đúng rồi. Nữa chết rồi nữa, Trời nó thấy ơi. chưa? Quanh thả cái gì qua đây? Khùng, coi đó không phải nha, con rồng nó bay tung luôn kia được kìa. Này quýnh đúng không được quýnh đúng là đây là cái những con này là nó giúp cho mình bị chậm chậm đua mọi người thành ra là mình phải đập thông minh lên đập cái né đập cái né đập cái né đập xa xa đó mọi người đập ngược có một cái mà nó quýnh liền hả ui đó vậy thì có đâu qua đâu rồi rồi cứ đâu quýnh rồi kìa nhưng mà không có tuổi quýnh cho mình đâu mọi người ạ thề mọi người luôn là con rau đuôi chứ con rau chào này nó mạnh kinh khủng khiếp luôn tại vì con này dạng phô mà mọi người thôi đặc biệt cái thành nó rất là mạnh quên né là thành nó bắt mình luôn kìa Ôi. ơi trong cái đường đua này nghe tiếng của con y như dưới địa ngục của mọi người ạ cái ta. Con gì con gì ui lại là em ê con nó em tên nó bự quá tên nó kìa wow xịn sò ghê nhưng mà mấy rồi con mình này thả mấy con nó ra coi nhưng đứa mà nào con có này chắc con là không quýnh Internet là con bự rau hơn đua đâu con rau đua này qua nhà mặt lắm cái gì khó yếu hả gì tại thôi vì rau đua với con cha là nhạy đặc biệt mà thì thôi nhường quanh chơi ơi thì tiên chơi đội hình rau đen đi qua da trời da quýnh nè bọn này lì lắm luôn rồi mọi người ạ muốn quýnh nè e ta nó thích tim mà lì lì nè thích quýnh quýnh cho coi luôn lì lì dám quýnh nè dám quýnh mình chứ nữa hả nữa hả nữa hả nữa hả nữa quýnh cho lấy sản luôn nè lì nè chưa trời ơi mọi người con e ta nó thích đi mạnh giá mang mọi người ạ ok
ok. con rau đen Mình của sẽ lấy con shiny và con thường mọi người á. trời 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 lấy con xe đi và con thường chơi Trời gì ơi, chơi nó gian mạnh vậy, quá mọi người. Nó mạnh quá trời mạnh luôn. Ôi chơi chơi gì mà hai chơi con luôn, gian. chơi hai con luôn. Được, tại vì có xe đi mà lấy gì không xài. Nó có dạng mấy qua được hai dạng luôn. Ui, cái đường đua này dài ghê các bạn ạ. Giờ chưa tới đường đua luôn. Chưa tới đích Nhiều nữa chứ. nhiều bóng quá. Ta nó tới bên mùi cái hệ lửa này thì mình không ăn vô được máu rồi. Mình có hệ độc nữa thì ngon. Ui mình bị bất lượt mọi người ạ. À. Ta nó tới sẽ bị mất một lượt khi mà quýnh đó mọi người. Ồ gì hả? À. Oh my god. Ôi Không con chơi này hai cần con Rodon, hai con Rayquaza. Trời ơi kì cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời ơi? Vừa quăng bóng mà còn quýnh tôi được hay á. Lèo lèo é é lèo lèo Có é vụ nó é é đâu, lèo nó sẽ bị lèo. đánh thôi, nó sẽ bị đánh thôi. Ui hớp ba này. Cái bị đánh cái con này. Ừ, chạy đi, chạy nhanh thế nó bị đánh rồi. Đấy, 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 vừa có dính. Ủa, bánh kia. Bánh kia. Ui đường còn dài lắm mọi người. Ui nè, Ivento. Ra cái gì đây? Con này con xe Ui. đợi, con xe đợi, con xe Yeah, đợi. đi có con xe này rồi nè. Ui, mình sẽ bắt nó. Granza nữa đây. Necrozma mọi người. Trời, lại bán cái A nó nãy giờ mình hơi bị nhiều bán cái A luôn. Ui, lại có bạn có ba liền nữa nè. DNC, trời ơi, bây giờ. Ủa, anh đi đâu lại vậy? Trời ơi, đúng rồi. Đứa là thua là thua luôn mà. Ui, ra có giá này. Trời, chơi đợi. Lúc đây có giá thôi các bạn ơi. Cái gì vậy ta? Lên lên lên, vô. Ui, mình hình như mình thấy điểm đích rồi sao mọi người ha? Ôi, hình như mình hoa mắt lắm mọi người. Cái tại vì làm rất là nhiều lúc kia block và thành ra tới điểm đích cũng rất là xa luôn ấy. BBQ 100 luôn này. Ra qua dài chắc được. Ui, lại người râu đô nữa các bạn ơi. Chết rồi, sao nó đánh lộn với mình hoài vậy ta? Trời ơi, nó dưới đây sẽ hỏi. Ui, con này đúng. Tí mình sẽ thắng con này luôn. Này qua dài chắc đường đi, em ấy đi đâu vậy? Núp đèn rất là xa đó mọi người, núp đèn mình vượt núp rất là xa, nãy núp cây vật với mình mọi người. Bây giờ mình vượt núp tút lút rồi. Ừ, quá muốn lộn đi, trời là vậy ơi, tôi thắng không có liền vụ lộn đâu, không có vụ lộn đâu, đích kia rồi. Ủa tết hả? Chưa. Lâu vậy? Bạch kia này. Trời ơi, một đường cua, ui trời có con này quả dài nhỏ xíu đó mọi người. Mình cứ đánh lộn đi, mình lên cấp. Ừ, lên cấp tới cũng thua, quanh mình đội hình full 100 mình. À, đích đây rồi. Rồi bye bye. À có cái móc cầu con chó rồi mọi người ạ. Tí mình móc đầu núp lại mọi người ạ. Ừ hay lắm. Giờ thì cũng phải kiếm cái móc được. Sao tí mình không mình đặt ra cái móc chó móc lên ta. Bạn ơi, tí mình sẽ móc chó đi dạo. Yeah. Lula la lần này hơi ít thấy xuất hiện đó. Trời ơi là cái giếng, tôi lại cái giếng luôn á. Cái giếng là cái giếng vàng. Lú nếp là nú lép nếp là lú lên lớp nếp lọc nạn lưng lưng trời đất dữ luôn. Trời, nó đánh lộn gì mà lâu vậy ta? Trời ơi đích đây rồi, đích đây rồi. Trời ơi đứa nào thua, đứa nào không cán đích được là đứa đó thua. Đứa nó thua phải sủa gâu gâu gâu. Ủa vô duyên tự nhiên ai đặt ra vậy? Ừ giờ đặt nè, ai thua sủa. Tự sủa đi. Ừ sủa đi, tí nó có lấy con cầu này tí nó bóc cái đầu đi đúp rồi. Tới rồi mọi người. Dù gì mình đã săn được con Enter tới đầu tiên thành là mình được người du lịch đúng không? Đúng quá đúng luôn gì nữa. AGT cũng tới rồi. Không có vụ đâu, tới giờ đang ở dưới đáy xã hội còn đội tới. Trời ơi, giờ này chắc mình còn ngủ. Mình ngủ khò ở đây. Núp cũng chưa tới nữa. Ôi ơi, giờ mình châu đích vô mặt núp mọi người. Ôi nhảy. Ơi, con núp bằng vàng nha, con núp bằng vàng núp. Không có vụ đó đâu, không có vụ đâu. Trời bóc cái đầu núp lại mọi người à. Ê, leo vậy thì tới trước rồi. Bóc cái đầu này mọi người. Không có cơ hội đâu. Bay lên núp trời nó trợn vàng ghê mọi người, nó trợn vàng thua luôn mọi người ạ. Đúng là trợn vàng mọi người. Thua đi chứ, vàng. Ui, sao có con Rayquaza bơi ấy đó kìa. Lại bóc, dắt chó đi vào. Mình bóc cái đầu núp lại mọi người ạ. Ừ, trời ơi, nó Ê, leo. Nhìn là biết mình hát rồi nên mình nhảy vũ điệu cha 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 lên nhạc cha cha cha. Chưa, thấy giờ tiền cởi trên đầu con này không? Trời, không có vũ đâu. Bây giờ là vũ điệu cha 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 cha.
quýt rồi thì nhảy chứ thôi tán chứ cho một sao, cái. vũ điệu cha 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 cha. Trời à, cha nè. Trời ơi, để rồi coi nè 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 nè. Đội thôi hình con của gà mình. Của GT nè. Đội hình siêu khủng. Siêu đâu, khủng. Đưa ra đây. Trời ơi, cái con bự xà lư ấy. Trời ơi, quá là gà luôn chưa, gà chưa. Rồi trời ơi, mọi người nhìn coi, nhìn GT đứng trên đầu luôn. À cha, mình có chiêu kinh phu ray. Cái con này có cái chiêu quăng cái đầu gì hả? Trời ơi, ủa, nhớ nó quăng cái đầu mất máu dữ mà sao luôn. Yếu như vậy trời. Ôi, phải blast con nào. Chết rồi, sao mình quýnh không có Moonlight có. Mà sao mình quýnh. Ừ, đấy, chiêu này ảo quá, đúng rồi mọi người. Ủa, cái Moonlight con là chiêu gì vậy ta? Chơi gian lắm, chơi hồi máu. Ủa, chơi chiêu hồi máu cho à? Cho một cục lửa, cho cục mấy cái đầu lửa. Nice blast. Ui, ủa, nãy giờ không chơi này. Chơi, 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 chơi. Chơi, đầy luôn, có luôn, đợi hình cắt chơi này, 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 giáo hả? Photo. Steel Rock, thả đá. Trời, gãi ngứa hay gì, tính gãi ngứa hay gì? Tính gãi ngứa hay gì vậy? Nhau vậy. Oh, nice rồi tặng thêm cái đồng học thủ cho con này mọi người ạ. Úi, ủa sao chiêu này mạnh dữ vậy? Cái chiêu nice slash khi bóng tối mạnh dữ ta. Trời mạnh ơi, quýnh mới đau quá trời đau luôn mọi người. Trời ơi, hai con này cùng hệ mà sao nó quýnh mình đau dữ trời. Ơi, nhường đi mọi người, nhường tí làm gì cả. Đó, 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 đó. Quanh cũng có chiêu đó, thì ra quanh cũng có chiêu đó. Trời ơi, quýnh cái chiêu mình super effect mọi người sợ chiêu bóng tối mọi người ạ. Chứ trời, Palkia ra trận nào. Spice Soren nào. Ok, hãy quên có chơi chiêu đó luôn. Này thì chống nữa, này thì sống đi, này thì sống được đi. Lắm. Giết hai con mình. À, con cùng màu với mình đâu mọi người ạ. À. Ủa sao con mình nhỏ được, con rồi, ta? Rồi, cùng màu. Rồi luôn, mình đâu có chiêu Spice Soren gì đâu. Trời ơi, vậy xác chết. Xác định gọi là cái chết đang tìm đến này thì không có Spice Soren, này thì không có Spice Soren. Ok, rồi. Luôn đi luôn, đi luôn. Ui, cũng gỡ được miếng màu. Cũng gỡ được miếng máu. Chết rồi, nè, có khi nào nó giết máu. Tiếp cái con Gigadi của mình không ta? Ủa sao nhỏ con vậy? Trời ơi, con em chó con của chết. Mình hết chiêu kia rồi mọi người. À, có chiêu Outray nè, quan. Ừ, Outray nhưng mà có phụng lửa băng này. Sống đi, sống. Ui, biến hình luôn mọi người ơi, chết ừ, rồi. Chơi, 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 còn đã xíu dùng máu. Riêng đi, dạng 100%. Trời ơi, không ngờ là có dạng 100% luôn. Ui, đẹp quá à. Được rồi, thế thì ra qua da ra thôi. À, ra qua da quá khủng. Ghê mình. Chưa, phải có 4 cái đầu phải phục với nè. Nhưng mà mình có chiêu Dragon Smith. Trời, 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 trời. Ơi sao con mình ủa, tự nhiên ra mất chiêu máu out chứ người ta, con mình ra sao tự nhiên mất máu vậy ta. Ê cái chiêu Outray đó. Nhớ là mình hồi máu rồi mà ta sao mà mất máu chứ trời. Được à, lắm. Học được Outray mọi người ơi, quá là ngon. Được lắm. Cho đối thủ ra. Ờ mình sẽ bỏ chiêu không chơi chiêu hồi máu. Được rồi mình sẽ dùng chiêu Outray nè, đứa đó Outray mạnh hơn. Ấy da. Ê giờ thì level bao nhiêu không? Trời ơi là trời, tại sao con nó trâu dữ vậy nè. Chết rồi mọi người, con này trâu quá mọi người. Công sức với tiêu quýnh lộn trên đường đua á. Đừng chờn gian mọi người. Con mình tự bị mất nửa máu mà không biết tại sao luôn mọi người ơi. Thấy chưa, tự nhiên nằm trong cái máu bị mất xíu máu rồi. Để mất có chút xíu mà. Ảo thật đấy. Chết rồi, gì con đeo da đập hết đồ hình luôn rồi. Không ổn rồi đại dương ơi, hình như là thôi. Vậy này mình sẽ tị mọi người, chắc mình bỏ không đánh. Ủa gì ta, cái chiêu gì á, đợi ra là ngu. À, nó chưa được quýnh con đeo da. Trời ơi mọi người, thả máu vào đậu nó cảm giác như là cái cắn cái nóc cho mọi người nó trâu quá mọi người ạ. Đâu vậy? Ê con heo da này máu đã nhiều lắm luôn nha. Nãy coi máu tới 600 lượng luôn á. Ờ mình quýnh mấy chiêu mà dưới đất này là không trúng đâu mọi người ạ. Chết rồi mọi người ơi, không có tác dụng rồi. Thôi búp thêm cái quân úp lên đi tặng nặng thêm mấy cái sức đánh đi. Trời ơi, làm sao? Ủa mình búp cái gì vậy ta? A tách lên à, defense lên nè. Để coi, thử cho chiếc này không bu sót, để thả lại. Thả ra đâu nè. Trời ơi, hai con này cứ đánh ngang ngang nhau vậy. Mình cảm giác là bất lực quá rồi mọi người. Cái con Rayquaza này mình nó né hết toàn bộ skill của con Rodon mình. Rodon mình không có chi quýnh trúng hết mọi người ạ. Cay thế nhờ. Tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Vậy thì còn con gì ta? Trời mình ơi, Rodon mình quýnh không lại nè mọi người. Con Rodon không có chiêu. Hai con này quýnh ngang ngang nhau tức quá à. Thôi để GT đổi con ủa GT đổi con Rodon ra chơi. Âu Rodon, Rodon. Rodon này chết sớm chứ đúng gì. Rodon đánh cái Rodon mới ghê. Gì đây, Fire Blast. Chắc là phải cầm ban
con Rayquaza mọi người. Nè, nó con nó làm vậy đủ tuổi quýnh con râu đôn của mình mọi người. Râu đôn kia là râu Ủa, đôn hai con mình phạt ngang em nhau thôi, mà. chắc nửa máu. Chắp nửa máu đỏ mọi người không? Con râu đôn kia là râu đôn Trung Quốc thôi, còn râu đôn của mình là râu đôn hàng Mỹ. Ê chưa, Được rồi, đã tung thế thì chơi con trùm cuối Eternatus của mình bị lỗi rồi mọi người. Mới vừa mất trăm máu mình không biết tại sao luôn mọi người ơi. Rất là kỳ luôn mọi người thấy không? À chết rồi, quên rồi. Để mình phải đeo cái vật găng tay chứ. Từ từ, em thồ đây. Từ từ, đeo cái găng tay vô đã. Phải có đeo con tay đeo rồi găng nè. tay vô mọi người ơi. Đó, đeo găng Thôi tay. vậy mình đỏ con Đeo Enterprise găng ra tay chơi. vô đã mọi người, đeo găng tay vô đã. Không không hồi máu nha, vẫn để đồ hình cũ để bây giờ thì bây giờ mình sẽ đánh lại nè, nó không phải đánh lại mà nói chung là dùng con cuối cùng có con mình sẽ hồi máu nha, cái hồi máu cái hồn kia hết rồi mọi người, thôi bỏ đi chắc luôn. Đây 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 đậu. Ui con kia là sai đi mọi người, còn con này là của mình là Dynamax Golden nè. hay sao mọi người. Dynamax lên nè. Rồi, từ từ, đây nó mất chơi chiêu gì đây? Chơi chiêu rồng. Rộng bự lên bự lên. Mọi người nhìn máu chưa? 117.000 máu kìa. Ơi, con Trời như tên ơi là là tên trời. này đó. Trời hai Cái con. gì? Bao nhiêu máu chứ? 117.000 máu. Ủa sao như thế có 84.000 máu vậy? Trời ơi, vậy thôi quýnh được mà quýnh luôn mọi người. Hai con này đai nó mắc lên rồi, gọi là trùm của trùm Ủa? luôn mọi người á. Trời đất Sao mình ơi. có 80 mấy nghìn máu vậy? Trời khủng bố vậy thôi, đánh đấm gì nữa mọi người á. Tôi chết giờ đang phải là con thường kiểu như chọn mấy con kia đã lắm với con này mọi người ạ. À. Có ba Nào rồi. đốt 500 máu một con này biến. Rồi nhỏ Nhưng lại mà khi rồi. mà nó biến nhỏ thì máu nó hình như nó giảm đi hay sao á. Ừ đúng rồi, giảm còn 400 rồi mọi người ạ. Ừ đúng rồi, À, vậy là con 400. Dragon Ball nè. Venusaur, Rồng cắn rồng là ít hai Venusaur. đam nè. Ý trời ơi. Ủa hai, ủa gì kì, ủa sao tự nhiên con mình mất máu nhiều vậy? Trời ơi con rồng Quên này. cái chiêu gì vậy? Con rồng này rồng hoàng kim mà, con rồng kia là con rồng pha ke thôi nè, thì pha ke này thì pha ke. Ợt lắm, rồng bay trên trời ra Chớ là con này mới ghê mọi người. À con này mới ghê đây. Ừ quýt quýt đều kéo máu. Trời ơi sao nghĩ cha đi mọi người. Con này con da cái nó mạnh quá mọi người. Ui con này hả, con này còn sống hả. Ủa đâu vậy? Ở đâu hồi nào vậy? Không biết sao ở hình như nó vừa hồi sinh, nó vừa hồi sinh đó. Nó sao hồi sinh lạ? Thôi được rồi, tính tính ra là mình cũng win rồi mọi người. Thôi mình sẽ dùng dùng lệnh mình end battle Gì thôi. Tính vậy? tính ra là mình cũng win rồi mọi người, tại vì mình còn một Hai con đứa nè, mà mình không chơi dám ăn đánh gian nữa mà đáng mọi bị người. quýnh. Trời ơi. Mình win quá dễ dàng luôn mọi người. Hai đứa chơi ăn gian đáng bị quýnh, Trời ơi thôi mọi người, chắc là video này của mình tới đây là kết thúc rồi mọi người. Trời ơi gì mà kỳ lạ. Thề mọi người mỗi lần ra con râu đôn là nó xui xẻo như vậy luôn, tức thì tức chứ. Nhưng mà được rồi, để tập thành mình phục thù mọi người. Mọi người nào tin buổi học thù, tại vì hôm nay mình nhường thôi mọi người ơi. Tại nay mình nhường thôi nha. Nhường nha các bạn. Còn nếu nó gãy mọi người hãy bình luận một dưới đi. Để tập sau mình phục thù núp nha mọi người coi nha.